khủng long. Khủng long Triceratops. Triceratops tiếng Hy Lạp, mặt ba sừng, hay được gọi thông tục là khủng long ba sừng, hay tam giác long, là một khủng long ăn cỏ, sống vào thời kỳ cuối kỳ phấn trắng ở Bắc Mỹ ngày nay. Chiều dài khoảng 7,9-9 mét, chiều cao từ 2,9-3 mét, tương đương một chiếc xe buýt. Nặng 6,1-12 tấn, gần 3 con voi. Chúng là một trong số các động vật trên cạn có hộp sọ lớn nhất. Khủng long Dilophosaurus là một chi khủng long chân thú sống ở Bắc Mỹ vào đầu kỳ Jura, khoảng 193 triệu năm trước. Tên có nghĩa là thằn lằn hai màu. Dilophosaurus là một loài hoạt động và đi bằng hai chân và có thể đã săn lùng những con vật lớn. Nó cũng có thể ăn những con vật và cá nhỏ hơn. Chức năng của các đỉnh mò không rõ. Chúng quá yếu để chiến đấu, nhưng có thể đã được sử dụng để phô trương, chẳng hạn như nhận dạng loài và lựa chọn bạn tình. Với chiều dài khoảng 7 mét, với trọng lượng khoảng 400 kg, nó mảnh mai và có thân hình nhẹ và hộp sọ tương đối lớn, nhưng tinh tế, mõm hẹp và hàm trên có một khoảng trống hoặc kẽ hở bên dưới lỗ mũi. Nó có một cặp mào hình đĩa dọc trên đầu sọ, tương tự như loài đại biểu đầu mào nhưng với hai đường. Khủng long Apatosaurus là một chi khủng long Sauropoda, từng sống ở Bắc Mỹ vào thời kỳ Jura muộn. Chúng sống cách nay khoảng 154-150 triệu năm. Chiều dài trung bình của khủng long là 22,8 mét bằng 2 xe buýt. Và cân nặng trung bình ít nhất là 16,4 tấn bằng 5 con voi. Hết phần 1, cùng đón xem phần 2, khủng long bạo chúa và khủng long khiến sừng nhé.